Chả chẳng hạn, rau ấy, thế mà sao cũng chẳng
thực, ta cũng có thể thấy được những người sống gần nét riêng biệt của Hà Nội, nề nếp, giản dị và rất riêng biệt. Mặc dù về sau này, các tác phẩm viết về đề tài này ngày càng phong phú và đầy đủ hơn, nhưng Hà Nội băng sầu đố phường vẫn có chỗ đứng riêng trên văn đàn và trong lòng nhiều thế hệ độc giả. Không chỉ xem ngay chủ đề về ẩm thực, trong Hà Nội băng sầu phố phường, tác giả còn thể hiện tình yêu Hà Nội cao chất trở và sự thay đổi của vùng đất này. Dường như đó mất dần đi giá trị xưa cũ, Hà Nội thay đổi nhiều lắm, những đường phố cũ hẹp với những cái nhà khó đáp hiểu là những mái tường dí số tầng bậc như cầu thang, cửa sổ gác nhỏ bé và kín đáo, với vừa chỗ cho những phố ngày thẳng rộng rãi với từng mái nhà với nhau xếp hàng thẳng và đứng dài. Quên cả ba ngày xuất bản đến nơi, ta dường như giờ mới thấy.